Nói là bán hàng mà không quy lợi nhuận là cũng không đúng đâu. Đấy. Xuất hiện clip làm cá trứng khiến nhiều người vỡ òa. Đi ăn đám, ăn tiệc hay thỉnh thoảng đi chợ cũng thấy người ta bày bán cá trứng ngoài đường. Đôi khi tự hỏi cá vào mùa hay sao mà con nào cũng có trứng. Không những vậy mà trứng rất là nhiều, rất béo và rất là thơm ngon. Ai mà ngờ, để có được một con cá trứng phải trải qua một công đoạn vô cùng công phu. Đó là lấy trứng cá ra trước, sau đó làm sạch phần ruột của cá và bơm ngựa phần trứng đã được chuẩn bị từ trước vào từng con một. Cho nên có cả trường hợp cá trống cũng mang trứng trong bụng như cá mái. Cuối cùng, chúng ta có thành phẩm là cá trứng nguyên con đem về chiên giòn, ăn vô cùng nhất cái nách. Không ít người sau khi xem qua đoạn clip đã có ý định quay xe vì họ thích ăn cá tươi tự nhiên. Nên khi nhìn thấy quy trình sản xuất cá trứng như thế này, mọi người không khỏi quan ngại sâu sắc. Một số bình luận được dân mạng để lại, bảo sao mình ra quán bia mà có món cá trứng chiên xù quanh năm suốt tháng, giờ chắc không dám ăn nữa. Hồi đó mình ăn mình cứ nghĩ là con cá trứng này nó tự nhiên đã có trứng rồi, giờ coi clip mới biết. Hèn gì tôi ở quê thấy họ đi câu mực nhiều lắm. Mà ít khi thấy mực trứng, nhưng mà lên mạng mua về thì mực trứng nhiều vô thiên lũng. Bởi vậy ăn cứ thấy là lạ, nghi nghi trong bụng rồi, nhưng mà khi ăn mình vẫn tự an ủi và lạc quan. Cũng là trứng với cá thôi, chắc không có sao đâu. Thấy người ta làm hơi ớn thiệt, nhưng mà chiên nên ăn thì thấy cũng ngon. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.